Sau khi làm lễ thắp hương xong, mời các cô chú ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo xin mời lễ viếng của các cháu. Cậu ơi trở về đây buổi chiều sâu cuối. Buổi chiều cuối cùng còn thấy cậu ở trần lễ thắp hương xong, mời các chị ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Người biếng chuẩn bị bên ngoài là của các cháu, là bạn Khang, Giang, Hiếu Sản. Mời các bác ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Ngoài là của các cháu Linh, Nghĩa, Khánh ở Xuân Lương, là bạn của cháu Hùng.
Làm lễ thắp hương xong, mời các bác ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo xin mời lễ viếng chuẩn bị ở bên ngoài là của bà Tiến cùng với các con cháu. Mời các cháu ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo thắp hương xong, mời các bác ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo xin mời lễ viếng của gia đình ông bà Nhượng Hoa ở Bắc Ninh là tình nghĩa thông gia và làm lễ thắp nhang, xin trân trọng kính mời. Lễ viếng chuẩn bị bên ngoài là của công ty Sơn Phô. Bàn uống nước rồi chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo xin mời lễ viếng của công ty Sơn Efo và làm lễ thắp nhang, xin trân trọng kính mời. Mời lễ viếng của anh em con cháu cụ Nguyễn Thị Hỷ ở thị trấn Gia Bình, Bắc Ninh và là lễ viếng chuẩn bị bên ngoài là của cháu Dương, cháu Cảnh. Thank you.
Sau khi làm lễ viếng, mời các bác anh các chị ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo xin mời lễ viếng của cháu. Làm lễ thắp hương xong, mời các anh các chị chú ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo xin mời. Chân thành cảm ơn.